Này quay cho các bác về cái cây nó rất là phổ thông nha các bác nhé. Cây rất phổ thông nhưng lại rất nhiều tác dụng, các bác không biết đâu. Đấy, bởi vì hôm qua có một bác lấy của bên em là 10 kg cái cây tê tô như này. Em hỏi bạn lấy gì làm gì nhiều thế? Và hoặc là ở gia đình hoặc là ở nói chung là các cái nông thôn thì hoặc là ở chợ rất nhiều cái cây tê tô như này. Các bác không ra chợ họ mua. Đấy, nhưng bác bảo bác cũng mua số lượng lớn về để bác chữa bệnh. Đấy, chữa bệnh. Thế thì em này cũng nhà này cũng là chuyên kinh doanh về dược liệu nên là cái tê tô này thì không thể thiếu được trong cái kho hàng. Đấy thường thường là cái tê tô này em bán buôn rất là nhiều cho các nhà đông y rồi là các cái nhà kinh doanh ở chiếu, chứ cá nhân dùng thì là bác cũng dùng ở gia đình là nhiều, lấy ở gia đình thôi. Nhưng mà rất nhiều bác là cũng là thích là muốn lấy về đặt đó dự trữ là dùng dần. Để giới thiệu của các bác đó là cây tía tô các bác nhé. Cái lá tía tô này, cây tía tô này cả thân và lá luôn. Đấy, thì tác dụng của nó cực kỳ là hay. Đấy, nó chữa về điều trị gút này, tốt cho hệ tiêu hóa rồi chống dị ứng, bảo vệ tim mạch rất là tốt và thần kinh, chữa bệnh về da, ngứa nổi mề đay. Đấy, hoặc là hỗ trợ giảm cân rất là tốt các bác nhé. Đấy, thì cái này các bác chỉ cần lấy là 10 đến 15 gram, các bác đun khoảng 1 lít nước, các bác lại uống thành nó hàng ngày thôi. Đấy, thì cây này đây là cây lá cây tê tô. Đấy, thì các bác có ở trong gia đình các bác cũng hoặc là ngoài chợ cũng rất là nhiều. Bởi vì tê tô thì làm nấu cho các cái món ăn các thứ như là xào đậu, ốc đậu rồi các thứ là tê tô thì không thể thiếu được rồi. Đấy, được chưa ạ? Thì đó là làm trà thứ rất là cũng là hay. Thì bác nào ví dụ mà cần về chữa bệnh các thứ về cây tía tô như này thì các bác cứ liên hệ với em Khoa nhé, được chưa? Đấy, đây cây tía tô đây các bác nhé, đây, cái lá tía tô này rất là thơm các bạn. Cây tía tô này bên nó phơi sao khô rồi, các bác về chỉ việc đó là rửa qua đi, pha trà đun nước uống hàng ngày các bác nhé. Đấy, pha trà đun nước hàng ngày thì nó rất là hiệu quả luôn. Đấy, được chưa? Đấy nhá. Rồi, xin chào các bác ạ.